Hey, chào các bạn, hôm nay thì mình đang ở đây là một căn hộ ở trong khu Matarai Central Point. Căn hộ này thì nó có một phòng ngủ, một phòng khách, một cái bếp ăn ở đây và một cái restroom, và sẽ có thêm một cái khu bên này dùng để làm một cái nơi phơi quần áo hoặc là một cái kho chứa hàng vân vân. Phòng ngủ thì trong kia. Video clip mà cụ thể về cái căn này thì mình sẽ đăng sau. Còn bây giờ thì mời các bạn đi xem thử là cái vị trí độc tôn và cái công viên nội khu ở Matsurai Central Point, nó là một trong những cái điều mà khác biệt và không phải là khu nào cũng có. Đây, bạn sẽ có một cái công viên như thế này. Công viên này thì chỉ dành cho cư dân của Matsurai được đi vào đây thôi. Sẽ có những cái khu vườn ở đây để cho trẻ em của bạn vui chơi nè, có chỗ để bạn nướng BBQ, bạn ngồi bạn uống cà phê với những người anh em bạn bè của bạn, có một cái hồ bơi. Hồ bơi này thì thiết kế rất là đặc biệt, nó dài từ đây dài qua tiếp bên này và nó còn phân tầng nữa. Chỗ này là hồ bơi thấp dành cho trẻ em, dưới này thì hơi sâu một tí dành cho người lớn, và cả một cái bể bơi nó nổi lên trên, nó chia thành nhiều khu vực. Nó giống như là một cái resort được thiết kế rất là đẹp, và cái cách thiết kế tạo hình nó giống như là bạn đến từ tương lai vậy. Và cái đặc quyền này thì chỉ có cư dân của Matarai Central Point mới có thôi. Những khối nhà bên kia cũng đang trong giai đoạn bàn giao và giỏ hàng thì bên mình vẫn còn nha. Ok, goodbye. Đây là kênh STV.